Hello, xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đã đến với channel của mình và mình là Lộc Sutaki. Trong video ngày hôm nay, mình sẽ chơi tiếp Minecraft thời đại siêu anh hùng. Ê, nhìn trên bản đồ nhỏ, mình thấy người bạn lúc trước ở chung cái ngôi nhà này với mình các bạn ơi. Đâu ta? À, đây rồi nè. À ha, núp ở đây đúng không? Hay là tại lọt xuống đây lên không được ta? Chắc vậy các bạn ơi. Không được. Dắt người bạn này trở lên trên thôi ha. Mặc dù tập trước mình nói là mình không dắt người bạn này về đâu, nhưng mà thôi, dù sao cái nhà đó cũng của người ta, mình chỉ có công sửa lại thôi các bạn. Đó. Bất ngờ liền. Lúc đầu cái nhà này cái chút ác, từ lúc mà Lộc Spiderman tới cái là bự bành cho ná liền. Mười mốt nó còn bự nữa các bạn à. Rồi, và bữa nay thì chắc là mình sẽ cố gắng đi khám phá, và hy vọng là chúng ta sẽ tìm được thật là nhiều nguyên liệu tốt để chúng ta trở về và nâng cấp cái bộ giáp người nhện mình lên. Chứ hiện tại thì chỉ mới bắn tơ các thứ đồ, nó cũng chưa được xịn sò cho lắm các bạn. Rồi, và hướng đi trong ngày hôm nay thì có thể là mình sẽ đi về hướng này đi. Ừ, hướng này có vẻ là tiềm năng này các bạn ơi. Và hôm nay thì đi khám phá chúng ta đã có thể đu tơ các thứ rồi á, bắn tơ đu dây nè. À, úi xách, vài ngàn bạn gái luôn, quá đã các bạn ơi. Ôi trời ơi. Ồ, trên kia có cái bộ hóa thạch cái gì kìa. Wow, đợi mình xíu để mình đu tơ qua đó các bạn ơi. Đấy, trời, các bạn thấy không, làm Spiderman đã thiệt, đi khám phá cực kỳ tiện lợi các bạn ơi. Mới mốt mà mình trở thành những cái siêu anh hùng mà biết bay thì còn đã hơn nữa. Ủa, nhưng mà cái hóa thạch này không có gì ở trong này hết các bạn ơi. Trời đất ơi, cũng như không mà. Ý, nhưng mà bên này thì có nè. Wow, bên này có một cái pháo đài các bạn ơi. Ê vui, được cái ta. Ôi trời, trên nóc pháo đài có. Ê ê, có quay giật. Có những con xương các bạn ơi. Hơi bị nhiều những con xương luôn á. Còn con nữa đâu. À, trời. Xương đầu đỏ. À, cũng là đầu đỏ nè. Đầu đỏ hả? À trời, nó uống thuốc. Này uống thuốc. Yêu, phải diệt trừ bọn này thôi các bạn ơi. Có vẻ trong này cũng khá là nhiều tên cộm cán đây. Đi vô cái nè. Hồi nãy mình thấy trên nóc có cái con gì đứng đúng không nhờ? À, cái lá cờ. Trời ơi, cái lá cờ các bạn ơi. Mình tưởng có con gì không à. Rồi, nếu mà không có con gì thì bọn này xác định sử gọn bọn chúng luôn. Bữa nay thì tính ra mình hồi phục rất là nhanh các bạn à. Nhờ có sức mạnh của người nhện á, nên là đi chiến đấu với mình, nói chung là một cái việc cũng không quá khó như ở cái thời gian đầu ha. Con này cầm gậy nha. Cầm gậy sửa luôn. À, nó rơi ra ngọc lục bảo các bạn ơi. Khá ngon. Tiếp tục. Đây nữa nè. Rồi luôn, tới công chuyện. Bữa nay Lộc càng quét căn cứ của địch luôn các bạn ơi. Quá đã. À, trong này còn nó còn ngồi bẹp nữa cơ. Ra đây, mình canh cửa liền. Con nào ra là mình xử liền các bạn ơi. Bắn tơ nè. Cho nó dính tơ luôn các bạn ơi. Đá thiệt. Nữa. Lại đây. Bắn tơ nè. Bắn tơ cái nữa nè. Oh my god. Nhưng mà cái tơ đó hình như chỉ bắn được một lần một con hay sao á. Không bắn nhiều con cùng lúc được các bạn ơi. Ở đây thì sao? À, đường xuống dưới. Ok. Con nào tiếp chiêu mình. À, làm gì? Quái vật đầu vàng hả? Hết nhúc nhích liền. Cho nó ăn nguyên một cục tơ chà bá nồi luôn các bạn ơi. Chỉ có hơi tiếc á là hiện tại cái khả năng bắn tơ của mình nó kiểu nó hơi lâu á các bạn ạ. Ừ, bắn một hồi lâu nó mới hồi lại á, nên là chưa có phát huy tối đa sức mạnh được ha. Ui, này cũng có quá trời đồ nè. Ê, trời, còn ấn lộn đi ngủ nữa. Ôi trời. Đang đánh mà đi ngủ, bố tai mình thiệt. Mình sẽ lấy thuốc súng với da trong này mang về ha. Ê, có bảo vệ cấp độ 4 nữa cơ. Làm luôn đi. Một ít vàng nè. Rồi, ok ha. Tiếp tục thôi. Có tên nào lan phán đây? À, tên kia mặc giáp kim cương kìa. Bắn tờ nó trước các bạn ơi. Để cắt biệt nó cái đã. Xử mấy tên đàn em của nó trước. Mình solo với nó sao? Rồi, sau khi xử đàn em nó rồi thì bây giờ bắn tờ nó cái nữa. Ui, rồi tính ra con mặc giáp kim cương nó trâu nhờ. Rồi mình bắn tờ nó chỉ tốn có vài máu của nó thôi các bạn ơi. Này thì hết tốn vài máu hả? Dính trưởng lại. Ui, úp cờ. Trời. Ui, hai úp cờ luôn. Mẹ đất ơi. Không, bắn một úp cờ trước đi.
Chỗ trong này cũng có ốc gờ nữa. Ok, đi xuống tầng dưới nào. Chỗ này có vẻ còn khá là sâu đó các bạn ơi. Ủa, mình nghe tiếng nhân làng. Hả? Trời 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 ơi. Trời, mấy cái này dăm ba đồ quỷ. Coi mình nè. Khỏi sợ lọt các bạn ơi. Mình người nhện mà. Ồ, gì đây, gì đây. Thôi xong rồi, thôi xong rồi. Tơ nhện không xin nhê cái tên kia các bạn ơi. Ủa mình bắn tơ nhện mà không có đóng màn nhện đó ta. Thì vậy. Ok. Rồi luôn rồi, bắn hồi hết tơ luôn rồi các bạn ơi. Rồi trong này thì có một vài cái món đồ cũng không quá xịn ha. Loot. À. Vô đây là loot đồ đúng không? Ồ. Ok, đây rồi. Nhưng mà không có gì là cho không đâu các bạn ơi, có 7 đấy. Ôi da. Sao nó rớt xuống nhanh vậy? Ui hơn là mình không sao các bạn ơi. Rồi, và để chắc cú hơn mình sẽ check cái nữa coi coi đây có phải là rương 7 không? Không phải rương 7 ha. Có thêm táo vàng. Một ít vàng, ngọc lục bảo các thứ cho mình nè. Một cái kiếm kim cương nhưng mà nó không quá ngon ha. Thôi cũng lấy tạm đi. Sau khi lấy xong thì có thể là mình sẽ quay trở lại ha. Ui, trời nó chặn luôn đường này à. Mẹ đất ơi, bọn này ác thiệt á chứ. Rồi, chúng ta sẽ rẽ qua hướng bên này ha. Đây rồi. Chị đại của cái công trình này. Chị Pháp Sư Sương. Từ từ bình tĩnh. Ok, nó bắn kìa. Bắn cái gì là đây. Móc vô cái mỏ liền. Sao đó bắn thơ. Rồi, hết chạy. Chị đại hết chạy nha. Trời ơi, chị đại chịu hồi đệ các bạn ơi. Trời ơi, đất ơi. Chị đại chịu hồi đệ hả? Trời ơi, hồi phục máu cơ. Ôi mày chuối. Ao trình liền. Ui da, nay công nhận từ lúc mà sở hữu sức mạnh của người nhện các bạn ơi. Đi quẩy đã thiệt luôn á. Kiểu không có đối thủ ấy. Ê, ấy da, trong đây còn đàn em của chị đại nữa. Ui, nó canh gác các bạn anh chan. À, có lý luôn. Vậy là vô tình chúng ta lại có các bạn anh chan. Ủa, bên đây còn cái phòng. À, phòng đá đỏ các bạn ơi. Ok, cái này là chỗ 7 nãy nè. Ra là vậy. Trong rương có thêm ngọc ender vàng các thứ ha. Nói chung đồ trong đây nó cho cũng không quá ngon. Và cái tiếng nhân làng lúc đầu mình nghe á là của cái bác này nè các bạn ơi. Một bác dân làng tội nghiệp. Trời ơi. Thôi, mình sẽ giải cứu bác ấy ha. Ồ, được thêm cái nón kim cương nữa nè. Đậm luôn. Rồi, bác biết đường lên không? Để tôi mở đường cho bác nha. Ở làm người tốt rồi, làm người tốt cho tới luôn các bạn ơi. Ý, hay là giờ mình ăn chay ở đây luôn ta. Ừ ha. Sẵn mình đang có kinh nghiệm luôn nè. Đúng. Trời, cái gì nổ đùng đùng ở ngoài vậy? Ủa tiêu. Gì nổ đùng đùng trên vậy? Rồi, cho cái bộ giáp người nhện mình vô. Ủa bác ấy rồi. Trời ơi, bác ấy xuống dưới này. Bác đó tò mò thiệt luôn á. Rồi, cho vô enchant thử ha. Ủa. Ôi, giáp người nhện của mình không enchant được các bạn ơi. Oh no. Buồn nha. Thiệt cái tình luôn. Hey, nếu vậy thì thôi, chắc mình em cho anh đỡ cái cúp đi. Ừ, coi như thế nào. Chỗ gia tài ba luôn. Lọc số hưởng rồi. Cái kiếm. Kiếm em cho anh được. À, kiếm em cho anh được. Nhưng mà không đủ kinh nghiệm rồi các bạn ơi. Nhưng mà chắc cũng không sao đâu. Giờ mình cũng có cái kiếm đủ mạnh rồi. Chắc không cần em cho anh gì thêm đâu các bạn. Ok, nếu vậy thì thôi, mặc lại giáp rồi chúng ta đi lên ha. Công trình này chính thức bị mình dẹp loạn xong rồi đó các bạn ạ. Rồi, ra ngoài rồi. Để coi thử coi nãy cái gì nổ ta. Rõ ràng mình nghe cái gì nổ cái ình luôn. Hình như từ hướng bên kia thì phải. Trời, còn vài con lính kìa. Thôi kệ đi, không quan tâm lắm. Đi thôi các bạn ơi, let's go. Bắn tơ lên trên kia coi. Rồi, dính vô. Let's go. Yahoo. Ủa, cái cột này là cột gì ta? Ê, khoan. Bò vàng. Bò vàng này sau khi mà chúng ta săn á là mình sẽ được táo vàng các bạn ơi. Trời ơi.
Trúng mánh luôn. Được thêm mớ táo vàng nè. Còn mấy nhóc bò ta? Một. Ủa thôi xong rồi, mình săn hơi lố rồi. Đáng lý ra mình phải chừa lại hai nhóc bò chứ. Trời đất ơi. Thôi cho em này đi, chuyển sinh luôn đi. Ẩu thiệt, lần sau mình sẽ farm cẩn thận hơn, mình chừa lại hai nhóc bò để mình mang về ha. Còn đây có cái rương nè. Ui có kim cương luôn. Và một cái bed ngôi nhà. Wow. Ê cái bed này hay nè, mai mốt mình sẽ dùng cái bed này á để mình dịch chuyển về nhà các bạn ơi. Khá ngon nha. Nhóc này thì ăn hạt ender ha. Trời ơi, quá easy luôn. Rồi rồi, tới công chuyện. Đi tiếp thôi. Qua thử cái tháp bên này coi thử như nào các bạn. Nhìn cũng khá là tò mò á. Tháp này là tháp gì ta? Ui, bên kia lại có công trình. Ui, giống như là một ngôi đền luôn kìa. Wow. Được đấy. À, đây là cái chỗ có một ít thép đồ ha. Còn trên đỉnh đó thì sao? Mình đang tò mò. Ủa dính chưa? Trời ơi, bắn tơ hột lắc rồi. Đây, dính đây nè. Để mình trèo lên thử ha. Ui da, trời ơi, cái này. Ui da, cái này trèo hơi khó các bạn ơi. Ok, mình đã lên đỉnh thành công rồi. À, đây là cái cột anten bình thường hả? Mèn nét ơi. Mình tưởng cái cột này có cái gì đặc biệt chứ. Ui, ui xa xa đây có cái gì nữa kìa. What the hell? Bay qua coi thử ơi. À cái lucky block. Ui ui nhóc heo. Ui trời trời trời. Đập đi. Ê. Thôi xong luôn rồi. Mình định cứu nhóc heo. Ai về đập cái lucky block. Cái nhỏ banh xác luôn rồi. Là cứu dữ chưa trời. Cái này là siêu anh hùng báo chứ. Siêu anh hùng bình thường gì trời. Bó tay thiệt luôn. Chưa gì là mình thấy mình báo rồi đó các bạn ơi. Hy vọng ngày hôm nay không có báo thêm bất kỳ một cái sinh vật nào khác nha. Báo thiệt. Rồi, giờ thì mình sẽ vô trong công trình này trước. Ôi công trình này có vẻ khác công trình hồi nãy mình khám phá các bạn à. Ôi ôi. Nhưng mà cũng có những con sương nữa. Ây vô. Bắn tờ nó trước đi. Kéo nó lại. Bụp nó. Ok, tên này lại đây. Giáp lên mít luôn. Bắn cái gì? Bắn cái gì? Lại đây liền. Tên nào bắn? Thích bắn thì lại đây. Ê lộn. Móc lộn em cù. Thích bắn không? Thích bắn hả? Trời tên này trâu. Còn tên nào nữa? Ê bạn gái kìa. Boy. Uầy. Khả năng bắn tơ của mình có thể lôi kéo cả bạn gái lại gần luôn. Wow. Quá đã các bạn ơi. Bắn tờ cái đi. Được nha, được nha. À, hình như còn có kỹ năng. Ê, mình tạo ra phân thân các bạn ơi. Nhưng mà không biết cái phân thân này của mình nó có tấn công giúp mình không thì chưa rõ nha. Ồ, trời, đây còn nữa. Bắn tờ. Trời, nó chỗ thuốc. Dạ. Cẩn thận. Coi chừng nó chỗ thuốc. Yêu. Có đe nè. Lụm luôn. Còn gì khác không? Có rương, ơi có spawner và hai cái ngai vàng luôn. Yêu ghê đấy. Ngai vàng qua đây. À, hai tên nhóc ác thôi. Không sao các bạn ơi. Trong khả năng của mình. Móc hắn lại. Tên này đại ca đúng không? Thử luôn. Có đường đi bí mật không? Không có đường đi bí mật luôn. Ủa? Ở đây có cái rương đôi. Có thức ăn rồi thôi hả? Ơi, vậy mình cứ tưởng chỗ này sẽ có tầng hầm rồi chứ. Vậy là mình tưởng bỏ rồi. Ôi, có tầng lầu nè. Trời ơi, trên lầu cũng chả có gì các bạn ơi. Yêu. Ui, còn tên khác canh gác nè. À, có được một ít ngọc lục bảo thôi. Rồi đó. Giờ chính thức chỗ này cũng clear rồi. Chắc tốt nhất mình nên qua cái ngôi đền bên này đi. Thấy ngôi đền bên này có vẻ là bự hơn nè. Trời ơi, nghe tiếng zombie rồi đó. Đi xuống dưới coi thử luôn. Con nào sẽ chờ đợi mình đây? Ui, con zombie. Hai con à. Ba con. Hết rồi. Nếu vậy thì đập spawner thôi. Ủa? Ê, hồi nãy như mình quên lấy cái bàn anh chan rồi đúng không? Trời ơi. Cũng như không.
Không được rồi, quay lại lấy cái bàn anh chan cái đá các bạn ơi. Ừ ha, nãy mình đi vội quá, cái mình quên đập cái bàn anh chan theo. Thiệt cái tình á. Ủa bên kia có lạng nữa hả? Wow, được vậy. Ê, mình lấy cái bàn anh chan xong mình quay lại làng coi coi có báo làng không. Ủa, có giúp đỡ được làng gì hay không á. Ê. Ui, sói sói sói. Ây da, mình không có xương. Ui, mà mấy nhóc sói này lạ lắm các bạn ơi. Ê, sói giơm bay. Oh no. Đây không phải sói thường các bạn ơi, sói giơm bay rồi. Thôi, mình giải thoát cho sói đi. Trời ơi, có cả sói giơm bay nữa. What the heck. À, mà bạn nào có nhu cầu mạp Roblox, Love Root hay là Unity Lab thì có thể gửi vào shop của Lập nha. Link shop ở dưới phần bình luận của video. Wow, mà phải công nhận là cái làng này bự thiệt các bạn ơi. Rồi hai cái chỗ này thôi là thấy hơi bị to rồi nè. Coi thử coi, hai cái chỗ cao cao này có rương không. Hai cái tòa tháp này cao vậy nhưng mà không có rương các bạn ơi. Oh no. Ôi trời 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 trời. Hết hồn hết hồn. Vệ sĩ của làng đi tuần tra các bạn à. Ừ, là không có tấn công mình á. Tính ra cái làng này cũng thân thiện. Hú hồn chim én á. Rồi, và mình sẽ xuống đây coi thử coi coi. Ê. Ôi trời trời trời. Ôi da. Trời ơi, mình sợ đánh nhầm quá. Ôi da. Một tên. Hai tên. Trời ơi, có nhiêu đó thôi mà mấy cái bác vệ sĩ này làm rối thiệt. Ê. Trời ơi, cái bác dân làng này bị sao mà nằm nằm chầm bẹp rồi. Trời ơi, hay là bác ấy đang ngủ ta. Trời ơi, ngủ gì đâu mà động đậy thế ớn vậy. Lăn nữa. Trời ơi, bác đó ngủ lăn quá trời lăn luôn rồi. Ok, qua cái nhà bác thợ rèn coi. Ồ. Nhà bác thợ rèn có lỗi đá gì nhìn khá là lạ các bạn ạ. Trời ơi, làm được chìa khóa gì kìa. Yo. Được đó chứ. Mình xin luôn. Còn gì khác không? Ngoài nhà bác thợ rèn ra thì mình... Ôi trời ơi. Hả? Phù thủy. Lại đây. Phù thủy lại đây đi. Cho ăn cục tơ. Cái tội dám ha. Trời, thuốc độc tôi hả? Nhưng mà phù thủy đâu có biết mình miễn nhiễm với độc. Người nhện là không có bị dính độc các bạn ơi. Lợi thế ở chỗ đó ha. À, nên là giờ mình không có sợ bà phù thủy nữa. Ui, nhưng mà tính ngay dân làng đã ta. Mỗi bác sẽ có cái giường á. Khi nào buồn ngủ thì leo lên giường nằm ngủ chìm bẹp vậy thôi. Mà ngủ là ngủ nằm úp mặt không nha. Độc lạ thiệt chứ. Hết rồi. Đưa qua cũng chỉ có vậy thôi các bạn. Ngôi làng đầu tiên chúng ta gặp thì chúng ta cũng... Ê, tính ra mình vừa mới nói là mình đã giúp đỡ làng luôn á. Cái gì mà sao thiên thạch nó rơi thẳng ngay chỗ làng vậy? Oh my god. Trước mặt mình luôn. Lạ thật. Trời đất ơi. Ê, mình là nhện nhỏ nha, thiệt luôn á. Chứ đâu mà xui tới mức vậy trời. Không tin được. Rồi, và để coi coi cái chỗ thiên thạch này. Ui, bên trong nó có quặng các bạn ơi. Quặng copper. Wow. Ủa, ngồi copper mình đào. À đây đây, nó nằm dưới này nè. Ok đấy chứ. Thôi mình cứ đào trước đi các bạn. Sau này khi nào cần thì chúng ta có cái mà dùng á. Còn mấy cục này thì hey. Wow. Nó đập ra những cái món đồ đặc biệt các bạn ơi. Yo. Yeah. Cũng khá hay ha. Ok, lượm luôn đi. Trong cái rủi cũng có cái hên. Ừ ha. Giờ mới nhớ. Ê. Hình như lúc trước chúng ta có đi ngang một cái một cái gì vậy? Cái thành tựu gì vậy? Trời trời trời, sao tự nhiên mình chóng mặt như vậy? What the hell? Hình như hôm bữa mình có đi ngang chỗ của cái con khỉ á các bạn. Ừ, con khỉ trên đỏ cây. Bữa nay mình đã làm người nhện rồi. Không thể ha. Nhẫn nhịn được nữa các bạn à. Phải đi trả thù thôi. Trở lại và tìm cái con khỉ đó. Wow. Ở đây có nguyên một cái nhóm bạn nữ nè. Đang mở party hay định đi tắm biển đây. Rồi đừng nói định nhảy dưới nhà. Cảm giác mạnh vậy.
Đây để mình thể hiện cho mấy bạn nữ coi. Ngầu liền, ngầu liền. Ủa sao không có bạn nữ nào để ý ta? Ủa? Trời trời trời, sao buồn nôn nữa rồi? Ủa sao mình bị buồn nôn hoài nhá? Yêu, hình như mình tự nhảy xong mình bị tiền đình hay sao mình buồn nôn các bạn ơi. Really nigga. Thôi kệ đi, bỏ đi. Quê quá. Làm mấy cái chồng mèo gì không biết nữa. Rồi, ở đây có công trình gì nè. Mình xuống mình coi thử như thế nào ha. Trời trời, con nào quánh ghê vậy? Ủa, đây có mấy con mực. Ồ. Coi thử coi trong này. Ê ê. Ủa? Trong này sao giống cái nhà ngục vậy? Yêu, chả có gì hết các bạn ơi. Kìa, mình lại bị chóng mặt nữa rồi kìa. Cũng chưa rõ tại sao nữa các bạn ơi. Mà mình cứ liên tục bị chóng mặt buồn nôn luôn. Nè. Trời trời trời, con gì nổ nữa vậy? Yêu. Lạ thiệt luôn á. Ủa? Ủa chúng đọc quy đời gì nữa kìa. Làm sao? Tự nhiên. Trời ơi. Thì cục thiệt. Ê, giờ thì hết rồi nè. Ơ. Lạ nha. Ui. Tự nhiên mình đập cái cục kia nó cho mình cái cúp Emerald. Ngon. Bỏ túi luôn. Bây giờ với cái tình trạng chóng mặt như vậy thì một hồi sao mà mình bắn tơ chuẩn đây? Trời đất ơi. Làm người nhện mà bắn tơ chặt lắc gì không là toan luôn á. Ê kìa kìa kìa. Thấy rồi. Cái cày của cái con khỉ kìa các bạn ơi. Ui da, bị trúng mấy hiệu ứng bất lợi hoài luôn á. Hay là mình bị kiểu như là tác dụng phụ sau khi trở thành người nhện ta? Trên người mình đâu còn giữ cái gì đâu. Ủa? Sao vậy? Mình cũng chưa rõ luôn các bạn ơi. Tự nhiên bị luôn á. Độc lạ thiệt chứ. Thôi thôi, vượt qua nghịch cảnh thôi. Trời ơi, vừa chiến đấu mà vừa BB như vậy. Không biết có ổn hay không đây. Nôn mửa các thứ liên tục luôn kìa. Yêu. Trời ơi, chóng mặt quá các bạn ơi. Mình xây mộng mộng luôn rồi. Ok. Ui, ở dưới có bạn gái sao vậy? Thôi được, mình sẽ chiến đấu thật là cẩn thận để tránh liên lụy bạn gái ha. Giờ thì mình sẽ bắn tơ lên trên kia nè. Tiếp theo là đu tơ lên. Let's go. Tiếp chiêu nào con khỉ kia. Trời ơi, nó 6000 máu lận. Ui da. Ôi ui, nó nhảy. Ui. Bắn tơ nó lại. Rồi ok. Mình đã khóa nó lại rồi các bạn. Dồn đám thôi. Combo nó. Đúng rồi. Liên tục, đánh liên tục. Rồi hết chạy nha cưng. Định chạy đi đâu? Ôi trời trời. Rồi tiếp tục. Yes. Đây rồi. Yo. Bằng việc bắn tơ vô người nó, mình đã khóa nó lại. Rồi sau đó liên tục dùng đam nữa các bạn ơi. Ui nhưng mà mình cứ bị mất máu hoài ta. Ui da. Trời trời, con này. Đi chỗ khác đi. Ê không được rồi các bạn ơi. Chắc mình phải về nhà nghỉ ngơi một vài hôm quá. Chứ đi khám phá mà BB vậy khó chịu ghê á. Và con khỉ vua nãy nó cũng rơi ra cho mình khúc xương nè. Hiện tại thì khúc xương này mình bấm công thức thì nó chưa ra cái gì hết á. Mà mình cứ giữ trước đi các bạn ơi. Thiệt luôn khó chịu ghê á. Đang khám phá sung mà rơi vô cái thế nôn mửa gì hoài. Chóng mặt quay mòng mòng nữa. Lâu lâu bị dính yếu đuối cấp độ 3 luôn nè. Ô, cây cốt thiệt. Không ổn rồi các bạn ơi. Với cái tình hình mà làm người nhện liên tục bị chóng mặt buồn nôn như vậy, chắc Lập bỏ nghề làm người nhện quá à. No. Thôi được rồi, nếu mà không làm được người nhện thì mình sẽ chuyển sang là một siêu anh hùng khác cũng được. Nhưng mà để làm được siêu anh hùng mới thì bây giờ mình cần phải bắt đầu vào việc chế tạo các bạn ơi. Nói chung thì cũng sẽ hơi tốn kém một xíu, nhưng mà đánh đổi thôi chứ biết sao giờ. Đầu tiên thì mình sẽ cần làm một cái được gọi là Stark Workbench. Cái này thì chắc nhiều bạn cũng đoán được rồi ha. Mình dự tính sẽ làm người sắt đó các bạn ơi. Và cái Stark Workbench này thì không quá khó ha. Nó chỉ cần có một số thứ lặt vặt giống như vậy thôi nè. Bây giờ thì hình như mình còn hơi thiếu redstone á. Chắc là trước khi chế tạo thì có thể là chúng ta sẽ có một cái chuyến đi mai. Ê nhưng mà khoan, cũng mặc giáp chứ quên. Ừ không, mặc giáp là hơi đuối đó nha. Ok, lên đường thôi nào. Đúng lúc bữa nay mới có được cái cúp gia tài luôn, ta nói.
Đi đào khoáng sản nó đã gì đâu các bạn ạ. Mình nghĩ là chắc sẽ không tốn quá nhiều thời gian để chúng ta cày cuốc thêm tài nguyên đâu á. Hướng này mình chưa đi thì phải. Ôi chuẩn luôn. Wow, khối ngọc lục bảo đâu nè. Ngon luôn. Lại thêm một khối nhiễm phóng xạ nữa. Có nên lấy không ta? Ui, ui, ê, bình tĩnh, bình tĩnh. Trời trời. Ui. Khối kim cương. Wow. Quá là đã luôn các bạn ơi. Trời, bình thường đi mai đào được quặng kim cương là bình thường rồi các bạn ơi. Giờ đào được hẳn khối kim cương. Ta nói nó sướng nha. Có lý đấy, cái hạng này tiềm năng đấy chứ. Ủa cái gì vậy? Ê. Oh no no no. Cuộc càn quét của zombie đã xuất hiện rồi các bạn ơi. Nó xuống tận hang để nó săn lùng mình kìa. Ý. Ghê vậy. Ôi, trời trời trời. Mới bổ nghề làm người nhện thôi mà đã có bọn zombie đi trả thù mình rồi. Không ổn rồi các bạn ơi. Có vẻ là bọn chúng khá là đông ấy. Mà đa số là xuất hiện trong vách đá hay sao á. Mình nghe tiếng bọn chúng rên la quá trời kìa. Ok bọn chúng đi. Nãy giờ mình đào cũng được khá là nhiều redstone rồi các bạn ạ. Hai stack mấy rồi. Ủa? Ô. Mình thấy thằng kia. Ê, bên kia là kim cương thiệt nha. Không phải kim cương giả đâu các bạn ơi. Ồ. Chính xác rồi. Không biết là bao nhiêu viên đây. 7 viên. Khá tuyệt vời nha. À đây, có cái quặng mình đang cần tìm luôn. Đó chính là Palladium các bạn. Nó sẽ rất là cần thiết trong công việc chế tạo ngày hôm nay đó. Nên là gặp nó thì mình sẽ ưu tiên đào ha. Rồi ok. Hình như cái cuộc xâm lược của bọn zombie đã kết thúc rồi kìa các bạn. Nó có để thông báo á. Úi. Ủa lại kim cương tiếp nữa. Trời ơi. Đã có cúp gia tài rồi. Mà liên tục gặp kim cương như vậy thì ta nói nó sướng nha. Hồi nãy 7 rồi đúng không? Giờ là 17, tức là được 10 viên các bạn ạ. Trời ơi. Quá đã luôn á chứ. Chuyến đi mai này bội thu rồi các bạn ơi. Nãy giờ là chỉ trong một cái nhánh hang thôi đó nha. Mình nghĩ mình đi tầm vài cái hang giống như vậy nữa là ok các bạn ơi. Đi về được luôn á. Ôi ơi, quái vật đồ đỏ. Đi chỗ khác liền. Chỗ quái vật đồ vàng nữa. Ui da. Ma cà rồng. Vampire kìa. Cái gì? Mình còn gặp ma cà rồng dưới hang nữa. Ủa nhưng mà ma cà rồng này thân thiện các bạn ơi. Trời ơi, khè thấy ghê thật chứ. Yêu, khè như rắn gì đó. Nhưng mà đỡ cái là ma cà rồng thân thiện á. Hơi bị ảo á. Rồi, phía trên nóc mình thấy có cái quặng Palladium. Lượm luôn. Dưới này thì có Titanium nè. Không thể bỏ lỡ ha. Sau khi đã chuẩn bị xong những thứ cơ bản thì bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu công cuộc chế tạo thôi các bạn ơi. Chuẩn bị trở thành Lộc Iron Man thôi nào. Đầu tiên thì mình sẽ làm trước cái Stark Workbench nhá. Công thức của nó thì mình sẽ cần có một vài thứ cơ bản giống như vậy. À, vậy là chúng ta đã làm được nó rồi. Đặt cạnh cái Legacy Workbench luôn ha. Trời, nhìn xịn nha. Rồi, và bây giờ thì mình sẽ đầu tiên là trở thành Tony Lộc trước nè. Đó, được cái thành tựu I am Iron Man rồi kìa các bạn. Và mình sẽ bắt đầu từ thứ rẻ nhất ha. Đó chính là cái Stark Under Armor. Cái này thì làm bằng một ít Titanium Plate, Stark Tech cũng như là Rebusor ha. Mình phải lấy thêm Titanium rồi để làm những cái Titanium Plate đó các bạn. Ít nhất là 6 cái mới được á. Ok, có luôn ha. Tiếp theo là Stark Tech thì trong này mình còn dư nè. Hình như 2 cái thì phải. Cuối cùng là 4 cái Rebusor. Ok. Giờ thì chúng ta đã đủ tất cả các nguyên liệu để làm ra bộ giáp Iron Man bên trong rồi. Ê. À, mình đang mặc giáp người nhện các bạn ơi. Nên là chưa chế tạo được. Mình phải treo cái giáp người nhện lên ha. Sau đó thì chúng ta mới bắt đầu chế tạo, tốn có 100 xu à. Khá là rẻ luôn.
lắm. Nó chào dưới người mình bây giờ dây điện không kìa các bạn à. Wow. Và ở cái bộ giáp cơ bản nhất này thì chúng ta cũng có kỹ năng đó nha. Để mình test thử coi. Kỹ năng đầu tiên. Ê, trời ơi. Không được cầm cái gì trên tay nha. Mình mà cầm đồ trên tay là bị lỗi liền các bạn. Rồi, lại. Đó. Kỹ năng đầu tiên là kỹ năng bắn ra một cái chùm tia các bạn ơi. Cũng hồi chiêu khá là nhanh đó chứ. Được đó. Ok đấy, tiếp theo. Là bắn hai chùm tia luôn. Và đặc biệt là có thể bay được khá là nhanh nha. Yeah, vừa bay vừa bắn luôn nè. Úi xa. Quá đã luôn. Nhưng mà đối với mấy cái con quái trong đây thì bộ giáp này có vẻ là không ăn thua lắm các bạn ơi. Mình thấy vậy á. Bắn một lần có 5 máu nữa à. Trời đất ơi. Không biết bắn chừng nào mới hạ được nó. Nhưng mà mình thấy ưu điểm lớn nhất khi mà làm Iron Man á là mình có thể bay các bạn ơi. Và bộ giáp này thì mình cần phải nâng cấp nó lên thêm khá là nhiều đó. Cho nên là bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu công cuộc đó ha. Mình dự tính á, với số tiền hiện tại của mình thì mình có thể làm được đâu đó tới bộ giáp Mark 6 nè. Nhưng mà khoan đã, Mark 6 thì mình chưa có thể chế tạo được cái Badassium này các bạn ạ. Nếu vậy thì mình phải giảm lại rồi. Chắc mình sẽ chế tạo Mark 4 đi ha. Tại vì cái Mark 4 nhìn cái màu khá là đẹp các bạn, màu đỏ với màu vàng nè. Ok, giá nó cũng rẻ hơn á. Rồi, chốt đơn Mark 4 đi. Với bộ giáp này thì mình chỉ cần có cái Palladium Core làm từ những cái quặng Palladium mà hồi nãy mình đào nè. Kết hợp với Titanium và Stacked là chúng ta đã làm được cái Agri-Actor rồi, cái lò phản ứng các bạn. Lấy thêm vàng, rồi chúng ta làm ra Titanium mạ vàng ha. Đây, mình sẽ làm cỡ 2 miếng đi. Một cái là nhuộm vàng luôn, một cái thì mình sẽ nhuộm đỏ. Đó, thêm một ít Iron Plate. Ê, nhưng mà khoan các bạn ơi, hình như nó cần khá là nhiều Titanium nhuộm vàng á. Nhưng mà bây giờ thì mình hết Titanium rồi. Nhiêu đây thì chỉ mới làm được có 7 cái miếng à. Vậy là phải đào thêm rất là nhiều Titanium rồi đó. Uầy. Công nhận muốn làm giáp người sắt tốn kém dã man luôn các bạn ơi. Nhưng mà cũng phải ráng thôi chứ biết sao giờ. Mình sẽ bay xa một xíu để chúng ta tìm khu vực hang mới ha. Hy vọng là cũng sẽ đào được thật là nhiều khoáng sản như từ nãy tới giờ. Ồ, khoan. Có Lucky Block nè. Trời ơi. Lucky Block ra cầu vòng quá trời kìa. Tên là Mr. Rainbow các bạn. Nguyên một đàn cừu tên là Mr. Rainbow luôn. Ảo thật đấy. Còn bên này thì sao? Ra gì đây? Ồ, ra một cái đồng xu. Đồng xu này sẽ cho mình... Ê, cho mình đồ nha. Đồ Emerald không à các bạn. Còn không là những cái hạt Titanium nè. Cũng khá là ngon á. Tomorrow. Về tới nhà thì bắt đầu nung ra thôi các bạn ơi. Lần này thì chắc sẽ không còn thiếu nữa đâu. Trong lúc đợi cho nó nấu rất là nhiều Titanium thì mình sẽ đi hái bông hết các bạn. Bông đỏ với bông vàng đâu nè. Ừ đúng rồi. Bông đỏ với bông vàng hình như có thể đi cưa bạn gái được á. Ê, bữa nay Lộc ở cương vị khác rồi nha. Trời ơi, thôi. Thứ tôi cần là nụ cười của em thôi. Được, hào hán. Trời ơi. Nói câu gì giờ cho ngầu vậy các bạn. Ok, vậy là Lộc đã chính thức có được một bạn gái dẫn về nhà rồi các bạn ơi. À. Quá đã luôn. Let's go. Một bạn gái rồi. À đây, bạn gái biết dịch chuyển á. Nói chung là cũng khá là ok đó. Rồi, mình sẽ hái thêm bông ha. Tặng bạn gái thêm cái bông nữa nè. Sau khi đổ bông rồi thì dắt bạn gái về nhà thôi. Vô trong với Lộc nè. À, ok. Rồi, và để bạn gái chịu ở nhà thì bắt buộc phải cho bạn gái cầm cái kim cương hộp sòn các bạn. Rồi đó. Giờ bạn gái mới chịu đứng yên ha. Và nãy giờ thì ở đây Titanium nó cũng nấu được một ít rồi nè. Mình sẽ bắt đầu lấy nó ra ha. Vàng cũng vậy luôn. Giờ thì bấm công thức của Titanium mạ vàng nè. Tiếp theo là nhuộm nó thành 12 cái Gold Titanium. Tiếp tục nhuộm nó thêm một lần nữa. Nhưng mà lần này mình sẽ nhuộm màu đỏ các bạn ơi. Vậy là mình đã có đầy đủ tất cả những gì mình cần để làm ra bộ giáp người sắt Mark 4 rồi các bạn ơi. Chúng ta bắt đầu chế tạo nó thôi các bạn ơi. Bum. Đấy. Đấy. Wow.
Mình có trợ lý ảo á các bạn, thế nên là bây giờ mình có thể nhận diện được bạn gái nè, khoảng cách từ mình tới bạn gái ha, lượng máu luôn. Nếu như mà không có cái thông tin bên trái là mình vẫn có thể phân biệt được ha. What? Ngoài ra với trợ lý ảo thì mình còn có khả năng đặc biệt là hách nhìn xuyên tường các bạn ơi. Quay. Năng lực bá đạo nha. Trời ơi. Trời, mở mặt nạ ra còn ngầu ác nữa các bạn. Test thử coi nào. Ủa. Trời ơi, cái người phù thủy ở chung nhà mình bây giờ sao ra đây rồi? Thì coi giận mình hay sao rồi các bạn ơi. Ra tới ngoài này luôn nè. Mèn đó ơi. Ok, giờ mình có bạn gái trong nhà, không thèm bà phù thủy đó đâu. Mình sẽ đi ra xa xa một xíu coi. Đầu tiên thì sẽ là một cái kỹ năng mới nè. Lần này là bắn chùm tia các bạn ơi, nhưng mà nó lâu hơn nha. Ban đầu á thì chỉ chiếu một cái thôi, bây giờ là bắn kiểu như là lâu hơn rất là nhiều luôn á. Được được được. Tiếp theo là mình có thể chọn được vũ khí nè. Này là chắc là cái súng ở phía trên cái vòng vai của mình đó các bạn. Cơ cơ, bắn liên thanh luôn á. Các thương thì không biết là có mạnh hay không. Cái này phải tìm mục tiêu để test thử á. Đây đây đây, có mấy con nó núp bên trong nè. Nhưng mà bây giờ mình có thể hách nhìn xuyên tường mà. Bắn vô trong coi. Bắn vô thử nè. Ý. Trời, nã nguyên băng mà có nhiêu đó máu rồi các bạn ơi. Ui, không ổn rồi. Toán rồi. Rồi, và đặc biệt là chúng ta có thể bắn gốc két được nha. Wow, phá quỷ hơi bị dữ đấy các bạn ạ. Rồi, chọn vũ khí tiếp theo nè. Vũ khí này thì... Ui, cũng giống như bắn rocket hồi nãy ha. À, nói chung là cũng ok. Và đặc biệt mình còn có thể đáp đất theo kiểu siêu thùng. Đó. Cực kỳ chất luôn nha. Nói chung thì ở cái bộ giáp Mark 4 này thì chúng ta cũng không có đòi hỏi được nhiều ha. Ôi trời ơi. Nhưng mà hình như trở thành người sắt thì mình sẽ bị giảm sức mạnh vũ khí đi rất là nhiều các bạn ơi. Ồ. Bây giờ mình cầm kiếm mình không đánh nổi một cái con quái vật đầu vàng quanh sót luôn nè. Yêu. Đánh đổi khả năng bay với khả năng cận chiến này không biết có xứng đáng hay không đây. Sao mình thấy hiu quá. Ồ. Làm người nhện á, cận chiến thì mạnh nhưng mà đánh đổi lại mình không có bay được ha. Còn làm Iron Man bay được nhưng mà đánh đổi lại đánh không có mạnh. Đáng cân nhắc nha. Nhưng mà nói chung thì ngày hôm nay mình đã trở thành thêm một cái siêu anh hùng nữa. Đó chính là Iron Man. Thì thấy cũng rất là ngầu các bạn ạ. Trong tương lai ví dụ mà mình khá hơn á, mình có nhiều tài nguyên xịn hơn, thì mình sẽ nâng cấp thành những bộ giáp Iron Man cấp độ cao hơn. Lúc đó thì chắc chắn là sẽ mạnh hơn các bạn ạ. Và có thể là mình sẽ nghiên cứu trong thời gian dài tập để tìm cách trở thành những siêu anh hùng khác. Biết đâu chúng ta sẽ sớm có lại sức mạnh giống như là khi làm người nhện thì sao. Rồi, và cũng cảm ơn các bạn đã xem hết video này của mình. Bạn nào có nhu cầu mua hạt Roblox, Lockroot hay là những Netflix thì có thể ghé vào shop của Lộc ha. Link shop dưới phần bình luận của video. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn vào những ngày tiếp theo trong hành trình làm siêu anh hùng của mình. Bye bye.